các bạn lưu ý là các loại cáp HDMI mà từ có chiều dài từ 25m trở lên thì thường cái đầu input và đầu output thì nó sẽ phân biệt rõ ràng, và cái đầu input là thường là chúng ta sẽ gắn vào cái laptop hoặc là cái PC, và output là sẽ gắn ra TV và ra máy chiếu. Trên bất cứ một cái sợi dây cáp mới nào họ đều có ghi chú rất là rõ ràng và đều có cái chú thích. Đây ví dụ cái sợi này 30m của tôi, các bạn thấy được là cái output và input sẽ ghi ở đây, tôi sẽ cho các bạn thấy luôn nha. Cáp Unitech hoặc là cáp Upgreen là một trong những thương hiệu tốt, tuy nhiên thì ở Việt Nam thì chúng tôi thấy được là khách hàng phần lớn sử dụng Unitech là nhiều vì chất lượng nó ổn định, bảo hành tốt, giá nó cạnh tranh. Còn Upgreen thì thường giá nó cao, chất lượng thì nó cũng không hơn đáng bao nhiêu. Tôi nghĩ là xài Unitech là ok nhất. Đây, các bạn đừng có nhầm lẫn nha. Input tức là chúng ta sẽ gắn vào laptop hoặc là PC hoặc là đầu camera, đầu HD là input. Còn output là cái đầu còn lại, nó sẽ ra máy chiếu và ra TV nha các bạn. Đối với các sợi cáp mà từ 30m trở lên thì nó sẽ có một cái cục chống nhiễu. Nó cũng có tính năng khuếch đại tín hiệu và nó sẽ nằm giữa cái sợi cáp. Giữa cái sợi cáp này giúp cho cái tín hiệu nó sẽ luôn ổn định, không bị nhiễu. Do đó khi mà chúng ta lắp đặt, các bạn lưu ý là nếu mà có đi ống gen thì chúng ta phải tính toán được rằng cái cục này nó khá là to. Ống gen thì chúng ta tầm cỡ phải từ 5 ly trở lên, 5cm trở lên thì mới nhét lọt được. Tất nhiên thì càng to nó sẽ càng tốt. Và cái cục này thì nó dài tầm cỡ khoảng 10cm. Cục khách đại này của Unitech nó dài khoảng 10cm và nó là bằng kim loại cứng, khá là cứng. Bên trong nó có cái bộ chứa các cái vi mạch giúp cho cái tín hiệu nó được khách đại và nó sẽ chống nhiễu. Các bạn lưu ý là dây cáp Unitech HDMI từ 25m trở lên là nó sẽ có đầu input và output rõ ràng. Cho đó khi gắn chúng ta phải xác định rõ ràng đâu là đầu in, đâu là đầu out. Tránh trường hợp mà chúng ta đi dây xong thì chúng ta mới thử tín hiệu, thì khi đó mà lỡ mà gắn lộn rồi thì nó khá là cực, cái việc đi lại dây sẽ khá là khó khăn. Hầu hết các cái dây cáp Unitech chính hãng nó sẽ có tem chống giả và thông thường là sẽ được bảo hành lên đến 12 tháng các bạn. Dây cáp HDMI mới của Unitech là được bảo hành 12 tháng. Các bạn lưu ý là khi lắp đặt thì các bạn cũng lưu ý là cái vị trí dán tem thì chúng ta tránh trường hợp tránh bị làm trầy xước hoặc là bị mờ cái tem, nó sẽ bị từ chối bảo hành nếu mà cái tem bị mờ, bị rách hoặc là bị phai màu. Do đó khi lắp đặt thì chúng ta lưu ý là bảo quản tốt cái vị trí cái đầu tem. Và kinh nghiệm của chúng tôi là những cái vị trí nào mà có tem dán thì chúng ta gắn ở cái thiết bị, ở cái vị trí mà chúng ta ít đụng chạm, ít và đụng tới, nó sẽ giữ cho cái tem chúng ta sẽ không bị phai màu. Trang web link máy chiếu.com.vn hoặc là máy chiếu giá rẻ.vn, vnpc.com.vn chuyên cung cấp các loại cáp tín hiệu Vega, HDMI, video và các cái loại bộ chuyển, bộ chia Vega, chia HDMI. Chúng tôi có hỗ trợ lắp đặt, bảo hành tận nơi. Tất cả các loại cáp ngoại trừ kinh master bán sẽ được bảo hành một đổi một trong suốt quá trình bảo hành. Cho nên khi mua hàng tại VNPC chúng ta sẽ hoàn toàn yên tâm. Ngoài ra chúng tôi có cung cấp máy chiếu, màn chiếu và cung cấp dịch vụ sửa chữa, cung cấp linh kiện máy chiếu như bóng đèn, CD. Cảm ơn các bạn đã xem video này.